Xin chào quý anh chị, em là Huy, phụ trách kinh doanh tại Tota Bắc Ninh, có địa chỉ tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Hôm nay trong khuôn khổ video này em sẽ giới thiệu cho anh chị về dòng xe Tota Hilux bán tải. Đây là dòng xe được phân phối là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về. Và như anh chị thấy thì xe vừa về nên là những cái miếng dán bảo vệ khi đi qua tàu biển thì em vẫn để nguyên ở đây. Trước mặt mình thì đây là phiên bản cao cấp nhất, hai cầu số tự động, có giá bán là 613. Số trong khuôn khổ video này em sẽ giới thiệu và phân biệt cho anh chị phiên bản số tự động của Hilux. Trước mặt mình đây là bản cao cấp nhất hai cầu số tự động 913 triệu, thì phiên bản này được đánh giá cao khi được cập nhật phiên bản 2021, được sử dụng là công nghệ tối tân của Tota hiện tại là Tota Citizen thế hệ thứ nhất. Ngoài ra thì được trang bị đèn full LED rồi loa JBL. Cụ thể thì lát mình sẽ giới thiệu khi đi vào trong xe và thân xe sau. Phiên bản thứ hai số tự động là phiên bản một cầu, có giá bán hiện tại là 674 triệu. Hiện tại nếu mà anh chị quan tâm đến dòng giá bán và chính sách bán hàng màu xe của hai dòng xe này thì có thể liên hệ với em qua số hotline. Thì phiên bản số tự động một cầu có giá niêm yết là 674 triệu. Phiên bản này thì nó có những cái tính năng cơ bản. Hai phiên bản nó chênh nhau khá nhiều tiền, nhưng mà để mình có một cái chiếc xe phục vụ cho công việc như là chở hàng hóa cơ bản thì phiên bản một cầu nó cũng đầy đủ những cái tính năng, và đặc biệt nó người dùng cần những cái gì thì Hilux có những cái đó. Đặc biệt là khi cập nhật phiên bản 2021 thì theo cảm nhận của khách hàng, máy dầu của 2.4 của bản 1 cầu và máy dầu 2.8 của bản 2 cầu đều có cách âm khác biệt hẳn so với bản 2020 và 2019. Tota Hilux thì mọi người thường nói đến sự thực dụng. Tuy nhiên là ở phiên bản 2 cầu số tự động này thì chúng ta có rất nhiều thứ để chơi, như là Tota Citizen có cụm đèn full LED, có la răng đen thể thao, có loa JBL và các đèn LED trong nội thất ambient light, và ngoài ra thì được trang bị thêm các nẹp hốc bánh xe. Trên hình ảnh của chúng ta đây là một chiếc xe Hilux bản 2 cầu số tự động cao cấp nhất và là xe nguyên bản. Tất cả những gì chúng ta thấy trên màn hình đây đều là những trang bị theo xe, có dàn nóc thể thao theo xe, có cảm biến đầy đủ và cụm đèn full LED cả trước và sau. Nhắc đến Hilux thì chúng ta sẽ nhắc đến cái khả năng vượt địa hình của nó. Có góc thoát lớn nhất phân khúc, có moment xoắn lớn nhất phân khúc. Tuy nhiên là chỉ là máy hút khí tự nhiên thôi, nhưng mà máy dầu hút khí tự nhiên, nhưng mà nó có sản sinh ra cái moment xoắn lớn nhất phân khúc. Ngoài ra thì khi chúng ta sử dụng bán tải, ngoài phục vụ công việc đi vận lại hàng ngày, thì nó là một chiếc xe nó vẫn mang hơi hướng để phục vụ công việc nhiều và phải chịu tải, nên là nó cũng là một lợi thế khi mà mình tham khảo qua các dòng xe của bán tải khác. Bởi vì là máy hút khí tự nhiên thì cái chi phí bảo dưỡng vận hành của nó rất rẻ so với cả những cái động cơ turbo tăng áp. Ngoài ra thì cái chi phí sử dụng nhiên liệu dầu cũng rẻ hơn kha khá so với cả xăng. Với trải nghiệm người dùng qua ra mắt được từ đầu năm nay, nhưng mà trải nghiệm người dùng đánh giá cao khả năng cách âm và độ ồn từ khung gầm hất lên và từ khoang máy hất vào thì chúng ta được người dùng công nhận là được cải thiện đáng kể. Phía bên trong nội thất, phiên bản 2 cầu số tự động cao cấp được trang bị nhiều thứ để chúng ta có thể nói đến, như là đèn viền LED, gương chống chói tự động, đèn loa JBL, màn hình có tích hợp luôn cả Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra thì cũng là ghế bọc da, có chế độ lái và đây là nút gài cầu. Ngoài ra thì ở trên phiên bản mới này, người dùng đánh giá cao là khi cập nhật qua một đời thôi mà cái cảm giác ngồi trong xe về cách âm đã khác biệt hoàn toàn so với bản trước. Thì hiện tại là bản Hilux bên em đang có sẵn xe lái thử, nên là anh chị nào tại Bắc Ninh hay là có công việc nào đi qua đây có thể là liên hệ trước với em qua số hotline và để em sẽ đăng ký lái thử cho anh chị. Vừa rồi thì em đã giới thiệu sơ bộ về giá bán và khác biệt giữa hai phiên bản số tự động một cầu hai cầu của Tota Hilux.
Anh chị nào muốn thông tin chi tiết hơn về giá bán này, về lái thử xe hay là muốn xem xe trực tiếp tại showroom em tại phường Võ Cường thành phố Bắc Ninh thì có thể liên hệ với em qua số hotline để trên màn hình. Cảm ơn quý vị anh chị và các bạn.